Hải Vân xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Thấu Lý Thấm Tình được phát sóng đều đặn trên kênh TTV11. Chương trình được phối hợp thực hiện giữa Đài Phát thanh Truyền hình Tây Ninh và Truyền hình Tin tức Sài Gòn. Trên tinh thần mong muốn được chia sẻ rộng rãi trong cộng đồng về các vấn đề luật dân sự, chương trình truyền hình Thấu Lý Thấm Tình sẽ được lên sóng mỗi ngày để cùng với các luật sư, các chuyên gia về luật giải đáp ngọn ngành các vấn đề về tranh chấp dân sự và sẽ cung cấp cho quý vị khán giả xem đài những hiểu biết căn bản về pháp luật dân sự, những kỹ năng xử lý các tranh chấp dân sự dựa trên thỏa mãn về nguyên tắc pháp lý và thấu đáo về mặt tình cảm. Và ngày hôm nay đồng hành cùng với Hải Vân đó chính là luật sư Lê Trung Phát đến từ Đoàn Luật sư Thành phố Hồ Chí Minh. Xin được chào luật sư. Cảm ơn luật sư đã dành thời gian tham dự chương trình ngày hôm nay. Xin chào Hải Vân, xin chào quý khán giả đang theo dõi chương trình. Và như thường lệ thì Hải Vân có nhận được một lá thư của một vị khán giả đã gửi về. Chào luật sư, bạn tôi có vay số tiền 500 triệu đồng của một người bạn, đến nay đã trả 50% số tiền. Bạn tôi hứa hẹn với chủ nợ 3 tháng sau sẽ trả 50% số tiền còn lại. Tuy nhiên, thời gian này, do công việc kinh doanh giảm sút, bạn tôi đã trễ hẹn 2 tháng. Vì vậy, chủ nợ nhiều lần gọi điện đòi nợ, đe dọa bằng những lời lẽ khó nghe. Và gần đây, tôi thấy có một tài khoản mạng xã hội đăng hình bạn tôi kèm văn bản lệnh truy nã. Xin phép hỏi luật sư, việc làm giả lệnh truy nã sẽ bị xử phạt như thế nào? Vâng, trong cuộc sống hiện nay thì chúng ta cũng thấy là những cái lệnh như thế này rất là dễ phát tán trên mạng và cũng nhiều người sử dụng cái lệnh truy nã rất là tùy tiện. Thưa luật sư, việc đăng tải hình ảnh của người khác lên mạng xã hội được pháp luật quy định như thế nào? Đối với câu chuyện của vị khán giả, nó không phải là câu chuyện của riêng vị khán giả, mà chúng thấy rằng thời gian gần đây các phương tiện truyền thông đã đưa đây là một xem như là một cái vấn nạn mà những cái đối tượng xấu người ta đã lạm dụng cái việc này để nhằm mục đích, phục vụ cho mục đích cá nhân của người ta. Trong những cái mục đích cá nhân đó có thể là mục đích để nhằm gây áp lực để thu hồi các khoản nợ, hoặc là nhằm mục đích là bêu riếu, làm xấu đi cái hình ảnh cũng như là cái uy tín danh dự của người khác. Thì cụ thể theo cái điều 32 của Bộ luật dân sự năm 2015 quy định rất rõ về cái quyền về hình ảnh đối với cá nhân. Thì như vậy thì pháp luật bảo vệ cái quyền về hình ảnh đối với cá nhân. Nếu như một cái người nào đó mà sử dụng hình ảnh của một cá nhân khác thì hiển nhiên là chúng ta phải được phép. Còn nếu như chúng ta sử dụng một cách tùy tiện mà không được chủ nhân người ta đồng ý thì rõ ràng đó là hành vi về vi phạm. Thì trong cái trường hợp mà cái người sử dụng cái hình ảnh đó mà bị mà gây ra các cái hậu quả cho những cái chủ nhân của hình ảnh thì tùy thuộc vào cái mức độ lúc đó có thể bị xử lý với các cái hành vi cụ thể. Ví dụ như là sử dụng hình ảnh đó mà đưa lên các trang mạng xã hội, các phương tiện thông tin gọi trên không gian mạng thì cái hành vi này có thể bị xử phạt vi phạm hành chính theo cái quy định tại cái nghị định 15 năm 2020, mức phạt có thể là 7,5 triệu đồng, có là mức phạt là từ 5 triệu đến 10 triệu đối với các cái cá nhân hoặc là 10 triệu đến 20 triệu đối với cái tổ chức. Thì thông thường cái mức phạt nó sẽ là mà có thể 7,5 triệu hoặc là 15 triệu đối với cái tổ chức. Trường hợp thứ hai, nếu như mà sử dụng các cái hình ảnh này để nhằm mục đích gây áp lực, rõ ràng là bêu rếu những cái người chủ nhân của các hình ảnh, mà cụ thể giống như trường hợp của vị khán giả gửi, có nghĩa là thông qua cái lệnh gọi là cái làm giả, đó là cái lệnh truy nã, thì rõ ràng đó là hành vi là làm ảnh hưởng đến uy tín danh dự của cái người có trong cái hình ảnh đó, thì hành vi này vẫn có thể bị khởi tố vụ án hình sự. Dạ. Pháp luật có mức phạt như thế nào đối với hành vi tự ý đăng tải hình ảnh người khác lên mạng xã hội, thưa luật sư? Như tôi đã trao đổi á, thì nếu như cái việc mà một cái người mà không được phép từ các cái chủ nhân của hình ảnh mà sử dụng cái hình ảnh đó một cách trái phép phát tán lên các cái trang mạng xã hội, các cái không gian mạng, thì hành vi này có thể bị xử phạt theo quy định tại cái nghị định 15 năm 2020. Với đối với cá nhân vi phạm thì có thể bị phạt số tiền là 7,5 triệu, hoặc là đối với cái tổ chức vi phạm thì cái số tiền phạt có thể là 15 triệu. Dạ vâng ạ. Bên cạnh hành vi đăng hình người khác lên mạng xã hội thì người chủ nợ còn đính kèm một văn bản truy nã. Vậy thì hành vi này sẽ bị xử phạt như thế nào? Với cái đánh giá chủ quan của tôi thì rõ ràng đây là cái hành vi mà nhằm xúc phạm đến danh dự nhân phẩm của người khác. Mặc dù là cái ý định của các cái đối tượng này là nhằm mục đích là để gây sức ép để thu hồi các khoản nợ, nhưng cái việc này là vi phạm pháp luật. Và cụ thể trong cái hành vi này có thể bị khởi tố với một trong hai cái tội danh. Ví dụ như cái tội danh thứ nhất đó là tội danh làm nhục người khác theo cái quy định tại cái điều 155 Bộ luật hình sự năm 2015. Hoặc là có thể là khởi tố với cái tội danh là vu khống theo cái quy định tại cái điều 156 Bộ luật hình sự năm 2015. Dạ vâng. Vậy đối với người bị đăng tải hình ảnh lên mạng xã hội thì với cái công nghệ mạng phát triển như hiện nay thì không biết người khởi kiện chúng ta sẽ dựa vào những cái yếu tố gì để có thể khởi kiện cái người đã đăng tải cái hình ảnh của mình ạ? Thực ra để mà xử lý triệt để cho cái việc mà bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình đó, thì bản thân các cái nạn nhân người ta cũng sẽ tự đánh giá cân nhắc
cho câu chuyện là người ta cần tiến hành các biện pháp pháp lý như thế nào để bảo vệ quyền lợi của mình. Một mặt nó liên quan đến câu chuyện là bảo vệ quyền lợi, nhưng một mặt nó cũng liên quan đến câu chuyện là người ta phải tiến hành các cái thủ tục về pháp lý. Ở đâu đó nó vẫn có những cái ưu và nhược điểm cho cái việc mà chúng ta sử dụng cái biện pháp pháp lý nào cho nó phù hợp với cái điều kiện thực tế của mình. Ví dụ như là pháp luật vẫn có thể cho phép cái người mà bị xâm phạm quyền lợi trong trường hợp này có thể tiến hành khởi kiện cái vụ án bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng do danh dự nhân phẩm của mình bị xâm phạm. Thì nếu như trong trường hợp đó phải tiến hành khởi kiện ra cơ quan tòa án, thì khi mà tiến hành khởi kiện ra cơ quan tòa án thì chắc chắn nó sẽ có một cái mà cái người khởi kiện phải đáp ứng, đó là người ta phải cung cấp được cái thông tin, cái địa chỉ, cái nơi cư trú của cái người mà có cái hành vi phát tán đó, để sau đó mới tiến hành mới đòi bồi thường thiệt hại. Nếu như người ta thấy rằng người ta có đủ cái thông tin đó và cái việc người ta chưa cần thiết phải thực hiện một cái động tác pháp lý bằng cái câu chuyện là trình báo với cơ quan công an, thì người ta vẫn có thể tiến hành cái vụ kiện tại cơ quan tòa án. Còn nếu như người ta thấy rằng là cái mức độ xâm phạm, có nghĩa là có những cái người người ta nổi tiếng bằng những cái hành vi vi phạm pháp luật của những người khác, làm cho cái mức độ tổn hại của người ta nó lớn, uy tín danh dự của người ta lớn hơn rất là nhiều, nó có thể ảnh hưởng đến công ăn việc làm, ảnh hưởng đến các cái mối quan hệ xã hội của người ta, thì trong cái trường hợp này người ta đã đánh giá được rằng cái hành vi đó nó nghiêm trọng và cần phải nhờ một cơ quan khác là cơ quan công an, không phải là cơ quan tòa án để bảo vệ, thì người ta sẽ phải trình báo với cơ quan công an để cơ quan công an người ta sẽ tiến hành bằng biện pháp nghiệp vụ. Hiện nay các công an tỉnh người ta có cái phòng an ninh mạng, người ta sẽ tiến hành thu thập các cái thông tin. Tất nhiên là khi mà cái người bị hại người ta muốn cơ quan công an vào cuộc thì người ta cũng phải có cung cấp cho cơ quan công an những cái bằng chứng bước đầu, cái chứng cứ chúng ta đang nắm giữ để chúng ta xác định được rằng ai là người đang nói xấu của mình, đang ảnh hưởng đến quyền lợi của mình, cung cấp cho cơ quan công an. Được cơ quan công an bằng cái nghiệp vụ của người ta, bằng cái việc người ta xác định thêm để người ta xác định được rõ có cái đối tượng đó hay không. Có những cái trường hợp là trên mạng nó sẽ là cái tài khoản giả, nó rất là khó đúng không? Nhưng cũng có những cái tài khoản nó là thật. Bởi vì hiện nay có một số đối tượng xấu, người ta cố tình người ta tạo ra các cái tài khoản mà giống như là ảo, nhưng thực tế người ta lại sử dụng cái gì? Người ta sử dụng cái sự quảng cáo trên Facebook chẳng hạn, cái nền tảng đó. Và khi mà cơ quan công an người ta vào cuộc, người ta xác minh, thì người ta truy ra được cái thông tin của cái việc mà áp dụng cái thẻ ngân hàng nào để tiến hành cái quảng cáo. Người ta sẽ tìm được cái thông tin đó. Thì lúc đó người ta sẽ triệu tập ngược lại cái người mà đã thực hiện các cái hành vi đó. Thì tất nhiên cái việc đó thì cái việc của cơ quan chức năng người ta sẽ vào cuộc. Như vậy thì để cho nó phù hợp với cái việc là bảo vệ quyền lợi của mình một cách chính thống, nó phù hợp với lại cái nhu cầu thực tế của mình, cái điều kiện thực tế của mình, thì lúc đó bản thân những cái bị hại trong trường hợp đó cần phải có những cái hành xử nó phù hợp. Còn khi mà cái mức độ giống như tôi đang nói nó rất là nghiêm trọng rồi, nó làm nhục, nó ảnh hưởng đến uy tín danh dự quá lớn của một cái cá nhân rồi, thì chắc chắn chúng ta nên tìm đến cái câu chuyện là chúng ta đưa cái việc đó ra cơ quan công an. Bởi vì sao? Cơ quan công an trong trường hợp này người ta vào cuộc, người ta sẽ ngăn chặn không những chính cái thiệt hại cho chính bản thân cái bị hại trong cái trường hợp này, mà có thể là những cái trường hợp này sẽ không diễn ra đối với những người khác. Bởi vì những cái người, ví dụ như là hiện nay thì những cái người mà cho vay tín dụng đen thì người ta đang dùng cái biện pháp này để gây sức ép đối với các người mắc nợ, thì cái việc này nó sẽ giúp cho triệt phá luôn cả cái hệ thống đối với những cái người mà tín dụng đen này chẳng hạn. Và khi một cái hành vi vi phạm pháp luật mà bị áp dụng bởi cái chế tài của bộ luật hình sự thì nó nặng hơn rất là nhiều, và hiển nhiên là người ta sẽ phải biết sợ hơn rất là nhiều. Cái tính răn đe của cái pháp luật về hình sự được áp dụng trong trường hợp này nó sẽ khiến cho người ta sẽ tỉnh hơn, nên là sau này người ta sẽ đủ có bài học, bởi vì người ta đã chịu cái hình phạt rất lớn rồi, thì người ta sẽ có thể sau này người ta sẽ không phải làm những cái hành động vi phạm pháp luật đó sau khi mà người ta trải nghiệm bởi cái chế tài của pháp luật hình sự. Dạ. Vậy thì Hải Vân cũng muốn hỏi thêm là nếu như một ngày chúng ta không phải là bị mắc nợ mà chúng ta bị vu khống chẳng hạn, bị đưa hình ảnh của mình kèm với những cái lệnh truy nã để câu like câu view, thì lúc đó chúng ta cần phải đến cái cơ quan chức năng nào để trình báo, và thủ tục thì có đơn giản hay không ạ? Giống như tôi đã trình bày thì hiện nay đầu tiên nếu như nó là bị hại rồi thì cái quan trọng cái thứ hai nữa là xác định ai là người đã gây ra cho mình. Thì trong trường hợp trên cái không gian mạng thực ra nó rất là phức tạp, và để cho xác định được cái việc đó thì phải cần phải có những chứng cứ bước đầu. Có những cái đối tượng người ta rất là ranh mãnh, người ta thực hiện các hành vi xong người ta xóa ngay chẳng hạn đó, và chúng ta không kịp thời thu thập các cái chứng cứ thì lúc đó cơ quan công an người ta vào cuộc cũng rất là khó để có thể bảo vệ quyền lợi của mình. Thì nếu như trong cái điều kiện nào đó mà mình có thể, thì khi mình phát hiện ra những hành vi đó mình ngay lập tức là mình có thể thu thập các cái chứng cứ
nếu như mình có điều kiện mình có thể mời các cơ quan thực vật lại. Hiện nay nó có hệ thống máy tính, người ta sẽ nghiệp vụ của người ta sẽ truy xuất ra, tìm được cái IP, tìm được cái tài khoản đó chẳng hạn. Đó là một cái chứng cứ có thể là sau cung cấp cho cơ quan công an. À, cho dù sau này người ta có xóa đi chăng nữa, còn có rất là nhiều nạn nhân là vì cái phản ứng tức thời của mình sau khi nhận được cái thông tin đó xong đó, là mình sẽ nhảy lên, mình sẽ phản ứng và bên kia người ta xóa đi, thì sau này cái chứng cứ nó rất là khó để có thể là các cái cơ quan khác người ta muốn bảo vệ quyền lợi của mình. Kể cả câu chuyện mình đi kiện ra tòa hay là mình đi ra công an là cũng như vậy, thì ngay từ lúc mà chúng ta là nạn nhân thì chúng ta nên bình tĩnh, chúng ta tìm cách thu thập chứng cứ. Sau khi chúng ta có cái đủ thông tin thu thập chứng cứ thì giống như tôi đang nói, tùy thuộc vào cái điều kiện hoàn cảnh của mình hành xử bằng cách mình khởi kiện ra tòa hay là mình đưa ra cơ quan công an, thì lúc đó mình hãy làm sao. Chứ đừng có cái câu chuyện mà vừa gặp xong là mình cứ nhảy lên, thì có thể gặp phải những cái bẫy của các đối tượng xấu và nó tìm cách nó xóa ngay các cái dữ liệu đó. Dạ vâng, xin được cảm ơn luật sư Lê Trung Phát rất là nhiều với sự tư vấn ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi chương trình Thấu Lý Thấm Tình. Còn bây giờ thì đã đến lúc thời lượng của chúng tôi xin phép được khép lại. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những số phát sóng tiếp theo.